Cùng i Channel tìm hiểu ưu và nhược điểm của loại hình du lịch theo tour. Du lịch theo tour là một trong hai hình thức du lịch phổ biến nhất hiện nay. Nó là tập hợp các dịch vụ được thực hiện bởi một công ty lữ hành để hỗ trợ du khách có một chuyến du lịch thuận lợi và toàn vẹn nhất. Du lịch theo tour bao gồm tất cả các dịch vụ từ xe đi lại, khách sạn đến hướng dẫn viên. Ăn uống, giúp du khách tiết kiệm nhiều thời gian và công sức để tận hưởng một chuyến du lịch trọn vẹn hơn. Du lịch theo tour có rất nhiều ưu điểm nổi bật, đây cũng là những lý do hàng đầu khiến loại hình du lịch này được mở rộng nhanh chóng. Một trong những ưu điểm của du lịch theo tour là việc bạn sẽ có một hướng dẫn viên. Hướng dẫn viên này sẽ là người có kiến thức và vốn hiểu biết phong phú về văn hóa, lịch sử cũng như biết nhiều câu chuyện thú vị của điểm đến giúp chuyến hành trình của bạn thêm phần mới mẻ và bổ ích hơn thay vì phải lo lắng về việc phải đi đâu đến đâu chơi gì đi bằng phương tiện gì hay chơi trong mấy ngày thì với du lịch theo tour lịch trình này đã được quy hoạch và sắp xếp một cách chi tiết du khách sẽ được thông báo để lựa chọn cho mình một chuyến đi phù hợp thay vì phải tốn rất nhiều thời gian để lên mạng đặt phòng mua vé tham quan vé xe khách thì với lựa chọn du lịch theo tour bạn sẽ được cung cấp đầy đủ các dịch vụ từ az như đặt phòng khách sạn ăn uống, nghỉ ngơi, đặc biệt do thường xuyên tổ chức tour và có nhiều khách hàng nên các ưu đãi công ty lữ hành nhận được luôn tốt hơn khách lẻ mà chất lượng phục vụ lại tốt hơn. Các tour du lịch của công ty lữ hành đều sẽ có bảo hiểm cho từng cá nhân, đồng thời với kinh nghiệm dẫn tour lâu năm. Các hướng dẫn viên cũng sẽ có các biện pháp giúp du khách của mình đảm bảo an toàn nhất trong chuyến đi. Nếu bạn đã từng sử dụng cả hai loại hình du lịch tự túc và theo tour thì chắc chắn bạn sẽ thấy chi phí của du lịch theo tour tiết kiệm hơn nhiều trong khi đáng ra nó phải đắt hơn vì còn mất thêm các chi phí người hướng dẫn tuy nhiên trên thực tế hầu hết các công ty lữ hành thường sẽ được ưu đãi khi mua dịch vụ đến các điểm tham quan vé máy bay hay thậm chí là cả phòng khách sạn vì thế bạn sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí kha khá nếu du lịch theo tour đấy bên cạnh những ưu điểm nổi bật du lịch theo tour cũng có một số nhược điểm những nhược điểm này là lý do chủ yếu khiến nhiều du khách lựa chọn hình thức du lịch tự túc dù mất chi phí cao hơn nếu bạn là một người thích sự riêng tư và không muốn chuyến du lịch của mình có quá nhiều người lạ thì có thể bạn sẽ không thích hình thức du lịch theo tour này bởi du lịch theo tour sẽ có một giới hạn tối thiểu nhất định để có thể tận dụng và tiết kiệm chi phí nhất trong nhiều trường hợp đi tour một mình bạn có thể sẽ phải ở ghép với những người không quen du lịch theo tour có một lịch trình du lịch cụ thể và bạn sẽ phải đi theo lịch trình đó thời gian dừng lại tại các điểm tham quan cũng được tính toán trước do vậy bạn sẽ không được tự ý rời đi hoặc ở lại một điểm tham quan ưa thích quá thời gian quy định hầu hết các tour du lịch đều tận dụng thời gian để đưa du khách ghé thăm nhiều điểm tham quan khác nhau Điều này sẽ khiến lịch trình tham quan kín từ sáng đến chiều tối. Vì thế bạn cần phải có một sức khỏe tốt và bền bỉ. Trên đây là thông tin giải thích cho khái niệm du lịch theo tour là gì cũng như một số ưu, nhược điểm của loại hình này. Hiện nay, khi nhu cầu du lịch ngày càng cao, các công ty lữ hành cũng xuất hiện ngày càng nhiều với đủ các chất lượng dịch vụ khác nhau. Vì thế, bạn cần tỉnh táo để chọn mua được một tour du lịch phù hợp cho mình, hãy chọn mua tour của một công ty lữ hành uy tín có nhiều đánh giá tốt của những người đã sử dụng dịch vụ trước đó. đừng vì giá rẻ mà lựa chọn tour thiếu uy tín. bạn có thể mất hơn nhiều so với những gì bạn nhận được đấy. Ifi Channel là kênh update thông tin sản phẩm 24/7. vui lòng click nút đăng ký và nút chuông để theo dõi nhiều thông tin hơn nữa nhé.